Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và nhằm đánh giá lại kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai đang chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2025-2027, tiến tới đại hội đảng bộ các địa phương và đảng bộ tổng công ty giai đoạn 2025-2030. Chương trình kỳ này sẽ ghi nhận từ hai chi bộ tổ chức đại hội điểm. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Chi bộ khai thác thuộc đảng bộ nông trường Long Thành có 16 đảng viên, vừa tổ chức đại hội lần thứ 13. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, thể hiện được sự tiên phong, gương mẫu của các đảng viên trong vai trò nhiệm vụ. Cũng chính vì vậy, đã góp phần đưa nông trường Long Thành nhiều năm liền dẫn đầu về thực hiện kế hoạch sản lượng do tổng công ty giao. Đảng viên mà đồng thời là đoàn viên của các tổ sản xuất, nên là việc là quan tâm đến cái thực hiện sản lượng trên vườn cây cũng như là đảm bảo cái đời sống cho người lao động trên vườn cây thì được đảng viên cũng như đoàn viên thanh niên trong đơn vị phải nói là giúp sức rất là lớn để mà thực hiện tốt cái sản lượng của trong nhiệm kỳ qua. Dù chịu nhiều áp lực về cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp, tình trạng thiếu lao động thường xuyên diễn ra, nhưng chi bộ đã linh hoạt trong việc điều phối, cạo choàng phần cây và tăng năng suất cho công nhân. Từ chỗ năng suất lao động cao, thu nhập tiền lương của lao động năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt, chi bộ đã khai thác, chủ động tuyển dụng, đào tạo lao động là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc. Những lao động có trình độ, năng lực tốt, làm việc hiệu quả đã được chi bộ giới thiệu đứng vào hàng ngũ của đảng. Đây cũng là những hạt nhân lan tỏa tính gương mẫu, tích cực của người đảng viên trong lao động cống hiến. Lúc đầu vào thì cũng không biết gì cạo về cây cao su luôn, thì bạn bè cũng đứng đây ra cạo, thì mình bắt đầu từ đây thì mình bắt đầu hào cạo, là mình cạo phấn đấu để vừa sản lượng, sau đó là mình cố gắng phấn đấu để mình từ 2023 thì bản thân tôi cũng rất là cố gắng để ban đầu thì cũng mình làm đây từ 2021 rồi có thu nhập thì mình cũng phải vận động bà con thì xuống đây làm thì có thu nhập cho bà con. Và thứ đây là thứ nhất là mình làm đây thì mình cũng có tiếng nói cho bà con hiểu về tiếng đồng bào. Trong cái giờ khai thác cũng như là ăn uống rồi cũng như là y tế là đều thực hiện sự quan tâm. Trường hợp có những công nhân là đau bệnh ốm yếu là đều là gọi là xử lý là ngay và cho xe là hỗ trợ công nhân là đưa đi thăm khám cũng như là hỗ trợ về mặt y tế kịp thời. Thì qua đó thì tạo được cái niềm tin ban đầu của người lao động đối với ban lãnh đạo công trường cũng như là cấp ủy chi bộ. Nhiệm kỳ 2025-2027 đến với chi bộ khai thác với nhiều khó khăn, thách thức mới. Đáng chú ý là trong quá trình thi công dự án sân bay Long Thành, bụi đất đang ảnh hưởng rất lớn tới bộ lá và sự phát triển của cây cao su, ảnh hưởng đến sản lượng và năng suất vườn cây. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ trong giao tiếp giữa lao động người dân tộc thiểu số với lao động, quản lý, đặt ra yêu cầu chi bộ phải có những giải pháp để bảo đảm vai trò lãnh đạo, đáp ứng nhiệm vụ đảng bộ nông trường giao. Trong cái hướng tới thì cái việc mà tiếp cận với người đồng bào Hòa Giang thì chi bộ cũng có nhiều cách. Thứ nhất là cái việc mà chọn ra những cái anh mà gọi là có cái sự tin tưởng trong cái cộng đồng người Mông để làm thủ lĩnh trong cái nhóm, một nhóm người đó. Thì từ đó thì mình sẽ tạo cái điều kiện gắn kết hơn với anh đó và nhờ sự qua anh đó là sẽ mình gọi là có cái sự trao đổi cũng như là truyền đạt những cái thông tin nó tới xác thực hơn đến với người lao động. Đảng bộ Nông trường Long Thành hiện có 51 đảng viên trên 333 lao động. Năm 2023, nông trường đạt kế hoạch tổng công ty giao trước 69 ngày. Năm 2024 này, với nòng cốt là chi bộ khai thác, đơn vị phấn đấu nằm trong top đầu hoàn thành sản lượng của tổng công ty. Cầm thẻ đảng trên tay để biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội, 18 đảng viên chính thức thuộc chi bộ bảo vệ, đảng bộ nông trường Ông Quế hết sức tự hào vì được chọn tổ chức đại hội điểm. Dù không phải là đơn vị sản xuất trực tiếp,
Nhưng lực lượng bảo vệ có vai trò hết sức quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của từng nông trường ngành cao su. Bảo vệ không chỉ là lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối sản phẩm mũ cao su của nông trường, mà còn bảo vệ đất đai, cột mốc, ranh giới và những tài sản khác của đơn vị. Bảo vệ cũng là bộ mặt của nông trường trong mối quan hệ trực tiếp với người dân, lực lượng công an, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Nhiều cái vấn đề mà chúng cái chi bộ bảo vệ cũng cần phải quan tâm. Cái thứ nhất đó là cái hiện tại về cái công tác bảo vệ sản xuất đó, là cái giá cả mũ cao su hiện nay là đang gia tăng trên thị trường. Vấn đề thứ hai là các con đường giao thông sẽ cắt ngang cái địa bàn lô cao su của nông trường quê rất là nhiều. Từ đó nó sẽ có những cái manh mún, những cái vị trí rất là khó để canh gác. Dù trình độ, sức khỏe và tuổi tác có khác nhau, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, các đảng viên thuộc chi bộ bảo vệ đều ý thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình. Ai cũng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đứng chân trên một địa bàn có nhiều công trình, dự án giao thông đang thi công qua đất cao su, máy móc, phương tiện, đường đi lối mở càng nhiều, khiến không gian bảo vệ ngày càng phức tạp, áp lực hơn. Chi bộ đã lãnh đạo từng đảng viên quần chúng nỗ lực trau dồi, học hỏi nhiều kỹ năng và am hiểu hơn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Địa bàn nói chung là cũng phức tạp, nói chung là rẫy bái rồi dân ở sát rẫy cũng có là làm rừng ở rừng rơ cao su, thì nói chung tình hình là anh em cũng cố gắng nói chung tuần tra thường xuyên rồi đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của địa bàn của mình được phụ trách. Thì là một người đảng viên thì bản thân tôi cố gắng nói chung là cũng vận động anh em nói chung là thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách mà người đảng viên đã được giao. Do tính chất công việc đặc thù, bất kể ngày đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, người bảo vệ phải luôn tuần tra nắm bắt tình hình địa bàn và vị trí được giao. Từ đó tính chủ động, khéo léo, linh hoạt được tôi luyện. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ, chi bộ bảo vệ nông trường ông Quế còn tích cực tham gia các hoạt động tương trợ, quan tâm giúp đỡ nhau trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Về tinh thần nghị lực cao thì là cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, rồi qua đó là vận động, rồi mình là đi người đàn anh đi trước, cũng là truy ủy viên, rồi là cả là phổ biến những cái chính sách, rồi những cái mà nội quy quy chế, rồi cũng mình đã học qua những cái nghiệp vụ truyền đạt cho những lớp các đồng chí trẻ cố gắng để học theo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chúng mình. Tăng cường cái công tác giáo dục, tăng cường cái kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ để đối phó với lại cái tình hình mà cái giá mũ gia tăng, cũng như là vấn đề bảo vệ đất đai đối với một số cái hộ dân giáp ranh giáp đẩy. Rồi vấn đề thứ hai nữa là cái tăng cường về cái trình độ học vấn của lực lượng bảo vệ trẻ để tạo cái nguồn để phát triển đảng trong thời gian sắp tới. Với lực lượng 45 người được lãnh đạo bởi chi bộ có 21 đảng viên, nhiệm kỳ 2025-2027, chi bộ bảo vệ quyết nghị sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, góp phần cùng đảng bộ nông trường ông Quế đạt những mục tiêu và hiệu quả lớn hơn, xứng đáng với truyền thống nông trường ông Quế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình trên được phát triển trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.